Bây giờ mình chọn theo kiểu chọn random đi, ai vào lane nào đánh đúng lane đấy. Ok, bây giờ game game cảm giác nó dễ quá hay sao nhở? Không, bây giờ ai cũng muốn đi cái lane mình thích thì phải vậy thôi. Thôi, chị Ngọc đi tới, chị Ngọc cầm cái kéo đi, chị Ngọc mài nữa. Chị Ngọc mài kéo nữa. Thằng em nãy nó cũng ngang. Không nói giỡn á, chứ hồi nãy thằng em nãy nó cũng ngang. Chị Ngọc mạnh, bách phát bách trúng. Sao? Đi cứ đi theo anh là có FB được chưa? Sao? Anh em mình lùm nhẹ cái first blood này. Có FB nhưng không biết FB team nào thôi nhá. Nó là kẹo thì thôi. Đi. Kẹo. Ờ, nó biến này là chết rồi. Từ từ nha, đừng vào trụ nha. AD mất heo rồi á. Mất heo. Nó thúi heo rồi. Bằng gì đấy, bạn phá lính quá, không cần ép như vậy đâu. Ép vậy sao giết? Trời ơi, bạn tính giết làm cái gì nhở? Chơi game chill chill đi bạn. Chiêu đi, bạn ở hạt quá, còn ngọc gánh mà. Thôi, đúng rồi. À, bạn ơi. Có chuyện gì đấy? Chiến luôn. Gì đấy? Chơi cái gì đấy? Em có TP, em có TP. Con bạn nó chơi TP nó kêu chiến luôn là mình đi bộ lên, bạn là làm chưa? Ngày hát sẽ nghi ở mặt ngay. Rồi xong rồi bạn ơi, tp xin cái tp em ơi. Muộn rồi. Thôi, nó cào vào đây quá bạn ơi. Em chưa tp được nha. À, tôi có kẹo kìa. À, kẹo. Không có nhường nha, ăn đây. Nó lụm được luôn á. Có không ta? Chưa. Bạn thấy đánh mấy cái con tốt. Tôi kẹo. Dạo này hay đánh deep lắm. Có lát nè. Mày đóng cái giày hai bạn này. Nó lát nè. Ok. Tính lát trước rồi xong rồi nó lát theo rồi mình đứt. Má nó che bạn ơi, thằng kia nó che mà. Nó rơi cả tấm thân ra nó che luôn. Thì anh đi chiều tới đi. Có này hơn. Từ bạn này. Tôi xe lát chưa biết đúng không? Từ bạn này, mình vừa gắt tường bạn này. Ôi da, đủ ram luôn kìa, quả lốc đấy, rồi. Đúng là bốt chơi kiểu chiêu chiêu khác nhờ, bốt anh em chơi kiểu chiêu thôi. Đến lúc anh em mình hạt hạt chứ bạn ơi, đến lúc anh em hạt hạt thì bảo tôi nhá, tôi đánh hạt hạt nhá. Nè, có ulti nè. Ngài không thích đâu nha Lộc nha. Cút cho ngài tí tốc nha. Hôm nay ngày hôm nay đánh hơi thắng đầu nhờ. Tại sao ngài không chết? Bởi vì ngài muốn tử. Anh mạnh hay đừng luôn. Con nào tí lớn rồi đi đâu kìa. Lên đến nơi rồi. Thằng sao Lucian rồi. Nó móc vào đầu đứa em mình rồi mà vẫn còn hỏi nó đi đâu. Kìa nó về lại kìa. Né nhẹ luôn. Chơi luôn, mất thằng nào cũng được. Ổn vậy. Hay quá. Không được bạn ơi, từ từ đấy. Chơi đây bạn ơi. Chơi. Đây rồi. Ấy da, nó chơi mình tiếp bạn ơi. Mày phải trả giá. Nó không thèm quan tâm mọi người còn lại luôn đấy. Mày phải trả giá, thằng Lucian đúng không ngài?
Ê, flash không? Lên chơi bạn à? Lucian không flash đâu, không flash này. Thằng Lucian nó giết ngài đúng không? Ây da, ây da, ây da. Rồi. Đấy, Lucy đây. Ngay về rồi. Ngay về bằng đường hàng không rồi. Định hất tung cho ngài mà ngài về mà. Bỏ dễ chưa? Ây da, lục, nó né hết rồi. À! Ui! Nó đẩy em. Quay lại. Gì vậy trời? Đánh như thế thì ai mà đánh lại nữa. Ủa mình nhịn nó lâu lắm rồi đi nhá. Mày không thắng. Má. Cười kìa. Quay quá. Lạc. Quay quá. Mà đấy nhìn này. Ây à các bạn ơi, con nhà Su Bình nuôi nó khác. Các bạn ơi, con nhà Su Bình nuôi nó khác. Bán càng vậy Ngọc Tết. Sau trận này anh em hãy gọi em là Ngọc Xiềng Xích nhé. À, lầu ơi. Nghe nó hơi BDSM. Ê, lầu ơi, lộp lăng nữa, lộp ơi. Ui, ngài ơi. Đây, có mắt em ơi. Ai à, nó múa. Đánh đỏ là không này. Này, đi bộ này. Ở đây có mắt. Nó dụ. Nó dụ mình ấy, nhưng mà mình theo được. Theo được. Mình theo được mà. Lâu liếm hơi căng á. Kệ nó đi. Bọn nó bị lừa em ơi, thực ra mình cũng bị lừa luôn mà, hay quá. Ghét nó ghê. À, mình ăn mạng mày. Ngọc nghe không công Ngọc ơi. Ngọc hay quá. Nó bằng cái gờ đúng. Nó bằng cái gờ. Lầu ơi, có mắt lầu ơi. Anh làm đại chém đây đi. Có cái mắt đây lầu ơi. Anh đây mày. Anh làm đại chém đây đi. Mít. Nó có hơi clean á. Nó có hơi cho nãy á, nó có hơi bị nhanh á. Ây à, con này hơi đông nhá. Ây à. Đông thì càng đông. À, nó nhảy vào đây, nó nhảy. Ui. Má quả đấy mình hồi chưa cuối là cũng ngon á. Nó chưa hồi kéo đây. Dậy múa đi, sao lại không múa? Ê à. Nó khéo quá em ơi. Mật mắt thế nhở? Cái gì? Ngài ơi. Chờ kìa đấy, tiêu tiền mà, tiêu tiền nào mà theo kì. Gái. Thôi. Chơi. Quẹ đây cho cát mạng. Cứ đứng ngoài, con nào gần chết không bay vào. Hấp mana. Ê, nó tưởng em hấp mana nhưng thực sự em không hấp mana. Em quay lại với một sức khỏe. Chào. Anh nghe có tự tin không à? Vào. Vô. Kìa, nó mất bài rồi. Từ. Sao tướng anh? Blue đèn bạn ơi, blue đèn thì mà vào lại. Thật đấy.
đánh hết cho anh rồi. Nhưng mà quan trọng là cái chỗ nó bắn hết. Úi giời. Cái chỗ này đâu nó bắn đến giờ. Đánh xếp hàng đơn, đánh xếp hàng động anh em ơi. Đánh xếp hàng động, phải quẩy một xíu. Đánh găng động lâu lâu thể hiện một xíu. Lâu lâu đánh găng động xíu xíu thôi.